Hello, xin chào toàn thể quý khách hàng thân mến đã quay trở lại cùng với kênh YouTube của xe ba bánh Anh Quân. Thì hôm nay cơ sở nhà em sẽ giới thiệu đến cho anh chị một mẫu xe ba bánh gắn cần cầu, lắp cầu tự hành, và chiếc này em giao về cho anh khách ở Bình Phước, và chiếc này cũng là chiếc thứ hai rồi. Đây, thì mọi người có thể xem sơ qua một vòng con xe này nha. Đó, thì theo như mọi người biết đấy thì chiếc này là chiếc thứ hai em giao về cho anh khách rồi. Đóng xe chất lượng và uy tín nên là anh em mới đặt thêm một chiếc. Bây giờ sẽ quay sơ sơ qua cho mọi người xem nha. Thùng sơn xe màu bộ đội thì rất là cứng cáp. Để em giới thiệu chi tiết nha. Đây là đang những trong những cái công đoạn mà cuối cùng để chuẩn bị giao xe về cho khách. Rửa xịt rửa cẩn thận này. Về phần đầu thì con xe này được thiết kế là phụt độ giò gà. Phụt độ giò gà mỗi bên là 3 ti. Đó, những cái phụt này thì bên em mọi người thấy là vẫn còn cái bao bóng ở ngoài rất là mới nhé. Đó, đều được lốc kê bằng hai con ốc này. Đó, con ốc này. Đấy. Mai ơ thì được độ lại bằng sắt. Mai ơ thì được độ lại bằng sắt. Bằng sắt rất là cứng cáp và rất là dày. Đây, cái phần khung phụt của nó thì được nhà em làm bằng sắt rất là dày nha mọi người. Cổ bi là xài cổ bi lớn. Cổ bi lớn có khe góc một miếng rất là dày, rất là rộng luôn. Đó, cổ bi lớn thì rất là chắc chắn. Khe góc ốc cổ đầy đủ. Con xe này thì được thiết kế là lái vô lăng. Đó, lái vô lăng và bụng lái vô lăng lớn nhé. Đấy, thì khi mình ngồi mình sử dụng thì rất là dễ dàng luôn. Cái đô tin thì nhà em đã độ lại đây. Đó, là độ lại cho nó dài hơn để khi mà mình ngồi mình không có phải với tay ra ngoài nữa. Đó. Đấy, khi mà em quay cái vô lăng thì mọi người thấy này. Đó, nó điều chỉnh rất là dễ dàng, rất là ok, rất là mượt luôn. Đèn đằng trước là sử dụng đèn LED 6 bóng, bọc bằng inox, đồng hồ cũng được bọc bằng inox này. Mọi công tắc thì cũng được độ lại bên đây luôn, xi nhan hay là còi. Đây. Em nổ máy cho mọi người xem nha. Đây, động cơ con xe này được thiết kế là máy dầu Kubota 4 máy. Đó, két nước là xài két nước mới thì mọi người thấy máy rất êm. Đấy, mọi người thấy không? Em đang tung ga này, máy rất là êm nhá. Đây là xi nhan và còi đây. Đó, xi nhan. Đấy. Còi. Đó, thì mọi cái thao tác thì được độ tay này cho mình, để mình khi mà mình ngồi trên này mình lái, mình điều khiển thì nó dễ hơn nhá. Tắt máy đi. Rồi, về khung sườn con xe này được thiết kế là sườn hộp 3 ly chập làm đôi. Đây, chập làm đôi và nó dày 3 ly nha mọi người. Rất là dày, rất là cứng cáp luôn. Chỗ này thì bên em lúc nào cũng kẹp làm 4 thôi. Và riêng cái phần mà gác cần cầu lên ấy, bệ cầu đó thì làm miếng sắt đặc rất là dày. Đó, và được bên em làm cái ốc. Đấy, bắt ốc dài từ trên này xuống dưới kia. Đấy, mọi người thấy. Và cũng được lốc kê bằng hai con ốc rất là chắc chắn cho mọi người nhé. Bình này là bình lớn, phải xài bình khô, bình 60 nha mọi người. Có độ cóp mát thì khi mà mình không sử dụng nữa thì mình cất ở nhà thì mình có thể tách cóp mát đi để đỡ bị chập điện. Và cần cầu này được gọi là cần là cầu 2 tấn 6. Cầu này là cầu 2 tấn 6 thì mọi cái thao tác điều khiển thì ở trên này nó đều có hết. Ra cáp, ra cần hay là xuống cần, xuống cáp thì là đều có hết. Và con xe này được trang bị là 2 ti ben thủy lực đẩy 5 tấn hàng. Đó, cái này là ben này thì bọn em gọi là ben này tháo rời được, cục tai ben này có thể tháo rời được khi mà mình có sự cố này. Và nó được lốc kê bằng hai con ốc rất là chắc chắn nhé. Ngoài ra thì con xe này cũng được trang bị thêm là cục số mạnh nhanh chậm của máy dầu. Đây, và cũng được lốc kê bằng hai con ốc để tăng cái độ bền bỉ hơn nha mọi người. Cắt đăng là cắt đăng lớn này. Và hộp số của nó là xài hộp số Porter. Nó gọi là của Hyundai đời 206 đời cao nha. Thì bên em chỉ sử dụng đời cao cho mọi người thôi. Đó. Lốp là được sử dụng lốp đôi, lốp 550-13. Mâm là mâm 6 lỗ này mọi người. Đấy, mâm là mâm 6 lỗ. Nhíp là sử dụng nhíp ABM, lò xo bằng thép này. Đấy mọi người thấy. Lò xo nhíp bằng thép, nhíp ABM rất là cứng, có tem chống giả. Có đóng ắc nhíp bơm mỡ đây mọi người thấy này, bơm mỡ vào là mình sử dụng thôi. Rất là ok. Cầu là sử dụng cầu 1 tấn 4.
Đặc biệt thì những cái phần chân của nhà em đây thì bây giờ em sẽ quay cho mọi người xem cái sự khác biệt của cơ sở nhà em đối với những cơ sở người khác nha. Thì theo mọi người thấy đây là cái máng chân, nó gọi là hộp chân ấy, thì nhà em đã được làm lại một cái miếng, một cái hộp rất là to, gọi hộp 10-15, và nó dày lên tới 4 ly. Đó, rất là dày nha, và em có ốp gân đây này, ốp một miếng gân đây để tăng cái sự bền bỉ cũng như là chắc chắn hơn khi mà mình sử dụng, cũng như là nhìn cho đẹp mắt luôn. Và đặc biệt thì đây là cái bạc đạn này, mọi người thấy đây, đây bạc đạn này thì mỗi bên nó có một cái bạc đạn này để khi mà mình hạ chân xuống mình cẩu ấy thì có thể rút chốt được ra và kéo theo cái nấc tùy theo cái địa hình của mình để mà mình cẩu hàng cho nó ok. Và khi có cái bạc đạn này này thì nó sẽ rất là mượt nhé. Em mọi người thấy ở bên kia cũng vậy nhé, đó bên kia cũng vậy này, đấy rất là ok đúng không ạ? Chân thì nhà em đã làm lại cái chân rất là đẹp, bo hết cái ôm chân này để nó chắc chắn hơn, ok hơn, y chân jean luôn, và đã được nhà em mài đi những cái góc này, chốt rất là to, những cái đường dây ống thì nhà em đi rất là gọn gàng, rất là ok. Thì được lắp toàn bộ là dày inox và có bắn một miếng gắn bùn rất là dày, rất là xịn sò. Thì mọi người có nhu cầu mua xe ba bánh gắn cẩu, xe máy dầu, xe máy xăng thì nhấc máy và alo đến cho em Quân theo hotline là 0845 134 134, hoặc là kết nối Zalo 0845 134 134, thì em Quân sẽ trực tiếp tư vấn cho mình để mình mua được những cái mẫu mã xe ba bánh, xe ba gác thật là phù hợp công việc của mình cũng như là phù hợp với địa hình của mình nha. Ở cơ sở của em thì có đóng tất cả các loại máy xăng, máy dầu, gắn cẩu, đấy, nói chung là những cái gì liên quan về xe ba bánh, xe ba gác thì bên em đều có hết, cũng như là phân phối hoặc là bán những cây gần cẩu lẻ. Thì mọi người có nhu cầu mua gần cẩu lẻ thì cũng liên hệ xe em luôn, cẩu gì cũng có nha mọi người. Mazda Unix 2 tấn 2, 2 tấn, 2 năm, 2 tấn rưỡi, đó cẩu 1 tấn đều có hết để đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Thùng xe này thì mọi người có thể sơn theo tùy ý của mọi người. Còn như anh khách này thì anh khách sẽ làm theo màu phong thủy của anh đấy là màu xanh bộ đội. Nhìn màu xe rất là cứng cáp và rất là chắc chắn luôn. Mọi người xem video của em Quân thấy hay và bổ ích thì đừng quên cho em Quân một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để có thể theo dõi những cái sản phẩm, những cái video tiếp theo của cơ sở em. Bây giờ thì cũng ngày mai là em giao về cho anh khách ở Bình Phước rồi, thì em cũng chúc cho anh là có thật nhiều sức khỏe, buôn may bán đất và công việc luôn luôn thuận lợi. Đừng quên là giới thiệu thật là nhiều những khách hàng mới đến với cơ sở em nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.